Rồi lại là em bên đồ cổ Cần Thơ nha. Xin chào nhà mình đến với clip mới nhất bên em hôm nay nha. Hôm nay là một clip buổi trưa của ngày 25 ha. 25 tháng 10 thì đến với clip buổi trưa ngày hôm nay thì bên đồ cổ Cần Thơ em có một vài sản phẩm rất là đẹp quay lên để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video hôm nay. Xem được đừng quên bấm like giúp em nha cả nhà nha. Và nhớ bấm vào chữ đăng ký kênh giúp em luôn ha. Để hàng ngày lên những sản phẩm thì các bạn cũng thể xem được nha. Hôm nay là có những sản phẩm độc lạ nào thì các bạn cùng theo chân em nha. Đây, hôm nay là có rất là nhiều sản phẩm đẹp độc lạ ở đây. Và mã số 1 đầu tiên trong video hôm nay thì bên em sẽ giới thiệu với cả nhà mình có hai cái cây quạt đồng. Thì hai cây này thì mã số 1 trong ngày hôm nay nha. Thì các bạn thích lấy cây nào cũng được, cây một đầu và cây hai đầu ha. Nó sẽ có hai giá khác nhau và nó rất là đặc biệt ở chỗ một cây là nó có hai cái đầu. Một cây là một đầu nha. Để em khởi động cho mình xem trước ha. Đây là cây hai đầu trước nha. Đó. Nó có cần gạt ở dưới nha. Mình quạt rồi cây một đầu đây. Một đầu thì nó đảo cả nhà nha và hai đầu thì nó không có đảo. Đây mình cùng xem ha. Đây. Hai đầu thì hai đầu quạt song song nhau. Hiệu là Mangelli nha, cánh đồng khung đồng. Đây con hai đầu thì rất là độc lạ đây cả nhà xem ha. Quá độc lạ cho con này luôn nha. Con bên kia là một đầu ha. Đó hai con ha. Tình trạng là con sử dụng điện là 220V. Rồi có thương hiệu là Mangelli nha. Đây mình cùng xem. Đó. Đây là mã số 1 ở trong video hôm nay mà bên em giới thiệu của mình ha. Cánh đồng, khung đồng, sử dụng điện 220V. Và chiều cao của cây thứ nhất, chiều cao của mỗi cây này tầm khoảng là 39 là 40 ha. Cây bên đây cũng 40 luôn nha. Quạt thì đường kính của cây quạt, đường kính của cánh quạt là khoảng là 30 cm. Đó đây là mã số 1 trong ngày hôm nay và cái cây hai đầu á, cây hai đầu nha. Cây hai đầu thì bên em có giá giao lưu với mình là 4.900.000, còn cây một đầu là có giá giao lưu với cây một đầu có giá giao lưu mình là 3.2 thôi. 3.2 cho cây một đầu ha. Và bên đây là cây hai đầu là 4.9 nha. Đây là mã số 1 ở trong video hôm nay mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu của mình ha. Các bạn có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em nha. Rồi, tiếp theo mã số 2. Mã số 2 thì đi vào giới thiệu cả nhà mình một bộ. Một bộ 12 con giáp. Đây, cả nhà mình cùng xem ha. Một bộ 12 con giáp chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là 10 kg rưỡi, đầy đủ 12 con nha. Đặc biệt trên đây là có con mèo luôn nha cả nhà nha. 12 con giáp ha, 12 con giáp chất liệu bằng đồng. Đây, cả nhà xem giống như đây là con dê này. Đó, mọc chuyện đầy đủ ha, con dê này. Đặc biệt bộ này có con mèo luôn. Con mèo thì nó hơi to mấy con kia một chút. Cũng là đế tiền luôn ha. Đầy đủ các con nha, con khỉ nữa nè. Đó, một bộ 12 con giáp ha, chất liệu bằng đồng, đầy đủ 12 con luôn. Mình sưu tầm trọn bộ về để rất là đẹp. Đó, một bộ như thế này, 12 con. Đó, có tổng trọng lượng, đây mình cùng xem ha. Tổng trọng lượng là khoảng 10 kg rưỡi. Và một bộ này có một cái giá cực kỳ yêu thương cho mình nha. Có giá giao lưu mình là 5 triệu đồng thôi nha các em ha. Chiều cao của mỗi con tầm khoảng là 43 nè ha. Chiều dài mỗi con dê là 10 cm nè. Đó, con gà ha. Con này là 14 cm ha. Bộ này, chọn bộ này chỉ có 5 triệu thôi các nhà nha. Đó, mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em ha. Bộ này 12 con mà 5 triệu thôi. Tính ra không có bao nhiêu một con. Đó, về sưu tầm là khỏi chê luôn ha. Đây là mã số 2 có trong video hôm nay và bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu của mình nha. Rồi, mã số 2 ha. Rồi, tiếp theo mã số 3. Mã số 3 trong clip buổi trưa ngày hôm nay thì giới thiệu cả nhà mình một con dê. Đây, một con dê vạn sự như ý ha. Dê tài lộc, dê vạn sự như ý, chất liệu bằng đồng. Con này thì để em quay gần cho mình xem. Một con dê ha. Đó, nó có chữ vạn sự như ý trên này. Tổng trọng lượng là tầm khoảng là 3 kg. Đây cả nhà mình xem nha. Con dê này 3 kg giùm em ha. Mọc chuyện đầy đủ nha, có chữ vạn sự như ý này. Chiều cao tổng thể của mã số 3 tầm khoảng là 23 cm. Bề ngang đế tầm khoảng 20 ha. Chất liệu bằng đồng. Đây mình hình một con dê. Con này có giá giao lưu 1.900.000 cả nhà nha. 1.900.000 ha. Đây 1.900.000 cho mã số 3. Đây là mã số 3 ha. Rồi tiếp theo mã số 4. Đây mã số 4. Đây mã số 4 là Long Quy, Long Quy gậy như ý. Đây mẫu này cũng rất là hay nha. Hình ảnh là con Long Quy nè ha. Đây, trên lưng là cổng một con rùa con nữa này. Ở nằm trên gậy như ý. Một những tác phẩm rất là đẹp. Đó, một chuyện đầy đủ ha. Tác phẩm này tổng trọng lượng là khoảng là 2,2 kg. Và chiều dài tổng thể là khoảng là 20 cm. Rồi chiều cao là 18. Con này có giá giao lưu với mình 1.800.000. 1.800.000 cho mã số 4. Mã số 4 nghe nè ha.
Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5 là bên em giới thiệu cả nhà mình một bộ tượng Phúc Lộc Thọ đầy tam đa. Bộ này ba ông, ba ông này cũng rất là to nha. Mã số 4 trong video hôm nay ha. Tam đa Phúc Lộc Thọ. Đây, tam đa Phúc Lộc Thọ. Bộ này ha. Bộ này về trọng lượng là tầm khoảng là 12 kg. Cho một bộ như thế này. Đây mình cùng xem ha. Tam đa Phúc Lộc Thọ. Bộ này là mã số đây là mã số số 5. Mã số 5 chiều cao tổng thể là khoảng là 34 cm. Bề ngang ha, bề ngang khoảng là 14. Đây chất liệu bằng đồng, tam đa ba ông Phúc Lộc Thọ. Mình cùng xem ha. Bộ này thì nặng 12 kg đó nghe cả nhà nha. Đó rất là to ha. Bộ này thì rất là đẹp. Bộ này chiều cao của mỗi ông là tầm khoảng là 34 này. Bề ngang ha, bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 15 và có giá giao luôn cả nhà mình một bộ như thế này. Đây mặt sau lưng đây là 4,5 triệu. 4,5 triệu cho bộ tam đa Phúc Lộc Thọ. Đây là mã số 5 có trong video buổi trưa ngày hôm nay ha. Mã số 5. Rồi thứ hai mã số 6. Mã số 6 thì bên em giới thiệu cái nhà mình một cái đỉnh. Đây một cái đỉnh tam hạt. Đó một cái đỉnh tam hạt ha. Một cái đỉnh đồng tam hạt. Đây có ba con hạt đây ha. Đỉnh này tổng trọng lượng là 5 kg. Và chiều cao. Đó, chiều cao tổng thể của mã số 6 trong video hôm nay ha. Chiều cao là khoảng là 41 cm. Rồi bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 10-29 chất liệu đồng. Tam hạt đây các anh em xem, đỉnh tam hạt. Đó, và cái đỉnh tam hạt như thế này là có giá giao luôn mình là 3,900,000 nha. 3,900,000 cho một cái đỉnh đồng tam hạt của ngày hôm nay. Đó, đỉnh đồng tam hạt 3,900,000. Đó, 3,900,000 cho một cái đỉnh đồng tam hạt ha. Đây mã số 6. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 hôm nay là bên em có được một tượng mẹ Quan Âm. Đó, rất là lớn nha. Tượng đứng lớn này các nhà mình xem. Tượng mẹ Quan Âm tổng trọng lượng là 8 kg ha. Tượng này là tượng đó, tượng mẹ Quan Âm đứng. Tượng này rất là to các nhà mình nha. Chất liệu bằng đồng ha. Rồi, tượng này về trọng lượng tầm khoảng là tượng này là 7,9 kg gần 8 kg. Đây các anh em xem tượng to lắm, mẹ Quan Âm đang đứng ha. Rồi dưới là hoa sen đang cầm bình cam lộ trên nữa này. Tác phẩm này rất là hay nha. Đây mình cùng xem ha. Không quay xa cho mình xem hết diện của tượng nha. Và tác phẩm này chiều cao đo cho mình xem luôn. Chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 61 cm. Bề ngang ha, bề ngang tổng thể là 22. Chất lượng bằng đồng. Đem quay một vòng cho mình xem ha. Tượng này bên em có giá giao lưu với mình là một tượng lớn như thế này. Đây, cả nhà mình xem ha. Là 4,900,000 nha. 4,900,000, bên em hỗ trợ phí vận chuyển toàn quốc cho mình ha. Đây là mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8. Đây mã số 8 ha. Nữ thần công lý. Cho mã số 8 có trong video buổi trường hôm nay ha. Nữ thần công lý tượng rất là to. Đây các anh em xem đây. Tượng này là tượng đứng rất là to. Đó, người đang cầm cán cân ha. Tổng trọng lượng là khoảng 6,5 kg. 6,5 kg cho tượng nữ thần công lý. Và chiều cao tổng thể là khoảng là 57. Đo tới đây là khoảng là 57 cm. Rồi bề ngang khoảng là 35. Chất liệu bằng đồng các anh em ha. Và tượng này thì hôm nay là bên em có giá giao lưu với mình là 4,5 triệu nha. Một tượng rất là to, nữ thần công lý. Đây là mã số 8 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình ha. Mã số 8. Mã số 8 có trong video buổi trưa ngày hôm nay nha. Mã số 8 ha, nữ thần công lý. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 là một cặp ngựa. Đó, một cặp ngựa lông phụng. Cho mã số 9 ha. Mã số 9 là một cặp ngựa lông phụng này các anh em mình xem. Tổng trọng lượng là 3,4,2 kg. 4,2 kg cho cặp ngựa lông phụng ha. Rồi chiều cao của cặp ngựa lông phụng này rơi vào khoảng là 20-25 cm ha. Rồi bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 35. Chất liệu bằng đồng. Đây, cặp ngựa lông phụng rất là đẹp. Em mình cùng xem ha. Đó, có gồng có phụng luôn. Cặp này về được dễ gắm trên đây. Cặp này là có giá giao lưu
cặp ngựa lông phụng như thế này. Bên em có giá giao lưu với mình 1.800.000 thôi. 1.800.000 cho các bạn có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em nha. Cặp ngựa lông phụng của ngày hôm nay ha. Đây là mã số 9. Rồi mã số 10 là tượng Bác Hồ. Đó, tượng Bác Hồ ha. Tượng Bác Hồ tổng trọng lượng của tượng Bác là khoảng là 6,5 kg. Đó, tượng Bác Hồ 6,5 kg ha. Rồi chiều cao của tượng Bác là khoảng là 33. Rồi bề ngang là khoảng là 24 ha. Chất liệu bằng đồng. Và tượng này thì hôm nay bên em có giá giao lưu với mình. Tượng Bác là 2,6 triệu như cái nào nha. 2,6 triệu ha. Cho mã số 10. Mã số 10 có trong video hôm nay nha. Mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 là một cái cây tiền cốc to. 11 là một cái cây tiền cốc to ha. Cây này thì về trọng lượng là tầm khoảng là 6,8 gần 7 kg ha. Và bề ngang là khoảng 29 gần 30 cm. Rồi chiều cao ha là 32. Cây tiền cốc này có giá giao lưu với mình là cây như thế này là 3,5 triệu nha. To đùng luôn ha. Con cốc ở trên rất là to này, cả nhà xem nha. Rất là độc lạ ha. 3,5 triệu cho cây tiền cốc. Đây là mã số 11. Rồi mã số 12. 12 của ngày hôm nay là bên em còn được một tác phẩm Long Quy. Đây, tác phẩm Long Quy cổng con ha. Đây một tượng rất là đẹp Long Quy này ha. Trên này có cổng Long Quy cổng con này. Tổng trọng lượng của tác phẩm này khoảng 1,8 kg. Và bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 17 cm. Rồi chiều cao ha, 11. Và Long Quy cổng con. Đây cả nhà mình xem ha. Long Quy cổng con của ngày hôm nay có giá giao lưu với cả nhà mình 1,1 triệu nha. 1,1 triệu cho một vụ này. Long Quy cổng con ha. Đây là mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 10, 13. 13 là một cái hũ cốc nhỏ. Đây cả nhà mình xem ha. Một cái hũ cốc chiêu tài. Đây mình cùng xem. Hũ này có giá giao lưu với mình một cái hũ cốc chiêu tài ha. Có 4 chú cốc này. Hai bên hai bợm ha. Hũ này tổng trọng lượng là khoảng nửa ký thôi. Hũ này có giá giao lưu mình 750.000 nha. 750.000 ha. 750.000 cho một cái hũ cốc chiêu tài nhỏ xinh xinh này. Đây là mã số 13, chiều cao là khoảng là 19 và 10 cm. Bề ngang là 5 cm cả nhà ha. Đây. Đó, mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em nha. Rồi, tiếp theo mã số 14. 14 là cặp 14 của ngày hôm nay. Rồi 14 là cặp chân nến song long nha các em ha. Cặp chân nến này song long, tổng trọng lượng là khoảng 1,4 kg. 1,4 kg nha các em ha. Và chiều cao này. Đó, chiều cao là 25 cm. Bề ngang ha, bề ngang là 17 cm nha. Đây, có hai bên cặp chân nến song long ha. Cặp này thì hôm nay bên em có giá giao lưu với mình một cặp như thế này, hai cây ha. Cặp này 1,7 triệu nha, 1,7 triệu cho cặp chân nến song long. Đây là mã số 14 ha. Và mã số 15 là mã số cuối cùng nha trong clip buổi trưa ngày hôm nay. Bên em còn là một con hổ to. Em có hổ này ha, hổ to. Hổ này tổng trọng lượng là khoảng 12 kg. Các nhà xem ha. Đó, một con hổ ha, hổ to. Con hổ này gần 12 kg các nhà ha. Chất liệu bằng đồng. Và con này thì chiều dài nè. Chiều dài tổng thể là tầm khoảng là 64. Rồi chiều cao ha. Chiều cao là khoảng là 23 và có giá giao luôn cả nhà nguyên một con hổ này ha. Đây to đùng luôn các nhà ha. Đây. Con này hôm nay là có giá sale cho mình nha. Con này 3,9 triệu thôi. Về để bàn là hơi hết sảy luôn. 3,9 triệu thôi ha cho con này. Đây cũng là mã số cuối cùng trong clip của trường ngày hôm nay nha. Thì cảm ơn và hẹn gặp lại các nhà vào những video tiếp theo ha, với những sản phẩm đẹp độc lạ hơn nha. Em xin chào và hẹn gặp lại.